Ví dụ bây giờ bắt đầu làm từ cây giống này, ta bắt đầu từ tháng 4, tháng 5 trở đi bắt đầu mình làm xong bắt đầu làm trong nhà kính này, xong bắt đầu từ cây giống này, xong bắt đầu mình cứ nhân dần ra, xong đến cuối năm này là chủ yếu phục vụ vào Tết là chính, tất cả các cây gần như vào Tết thì chuyển đi các lương. Như những người trồng hoa ở xã Xuân Quang, tỉnh Hưng Yên này cho biết, sau 5 tháng chăm bón, giờ là lúc người trồng hoa bận rộn chuẩn bị cho mùa vụ lớn nhất trong năm. Cô mới làm được 3 năm nhưng họ phải làm 10 năm rồi. Nghề làm hoa này thì kiếm ăn được nhưng vất vả lắm, làm suốt ngày. Suốt ngày đến tối, ngày thì 10 tiếng, mười mấy tiếng. Và vào tháng 4, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 là hoa đắt hàng bán chạy. Giá cả năm nay được giá. Và bán hoa là trong năm nay là lúc nào cũng bán đều được. Làm này thì vất vả lắm. Làm nhiều khi về cái mùa này, cái mùa hanh khô này. Cây thì nó đúng hợp thời tiết nó lên thì tưới tắm mệt lắm, nhiều hôm đó, kể cả 1 giờ mới được ăn cơm. Cây chạy nó nhộn nhịp thì bắt đầu tầm từ tháng 10 âm này, tháng 10 âm này. Bắt đầu tháng 10 âm này chạy đến Tết luôn. Từ miền Trung ở đây ra đấy nhà, cả miền Bắc luôn. Vào thời điểm cuối năm này ạ. Nói chung là cũng vất vả nhưng cũng thấy vui. Như ngày trước thì đi làm thì chỉ có giờ giấc mình về thôi, còn bây giờ thì có khi nhiều hôm còn phải làm đến muộn. Trong một trao đổi với truyền thông nhà nước Việt Nam vào cuối tháng 11 vừa qua, ông Lê Quý Đôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Quang, cho biết trồng hoa là nghề chủ lực của xã. Hiện nay, toàn xã Xuân Quang có 180 hectare dùng để trồng hoa, chiếm 78% diện tích đất nông nghiệp và diện tích đất trồng hoa ngày càng tăng lên. Bên cạnh đó, nghề trồng hoa cũng đã tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động trên địa bàn xã và hơn 1.000 lao động các địa phương lân cận, và đem lại thu nhập ổn định cho nhiều người già ở địa phương với thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Nghề này cũng được những người trồng hoa cho biết, tuy có vất vả nhưng bù lại thu nhập đỡ hơn trồng lúa và rau. Nhà cô hai vợ chồng chỉ có 4 năm xào thôi, cô trồng dại yến thảo, ngọc thảo rồi thu hải đường, phong lữ, chưa những chủ mua tự đến đi tìm nhà vườn mua lấy thôi, ta tiêu thụ cho mình thôi, quanh năm làm luôn. Mùa hè thì hoa mùa hè, mùa đông hoa mùa đông, thu nhập được, phải được hơn nghề làm rau. Thì chất tất nhiên làm hoa thì tất nhiên là lợi nhuận nó phải cao hơn chứ. Cái có thể nó gấp, ví dụ như so với trồng lúa, trồng ngô thì tất nhiên nó phải có khi nó gấp hàng chục lần nhé. Ông nó cũng tùy chứ bây giờ cũng có người thì thu nhập được. Đó cũng là lý do cô gái này sau nhiều năm làm các công việc khác, giờ đã chuyển sang đầu tư trồng hoa bán Tết. Em thì em mới về 2 năm nay thôi. Em đi làm nghề khác nhưng mà bây giờ bắt đầu về thì cũng nói chung đầu tiên như này thì cũng là phải đầu tư rất là nhiều. Diện tích của em thì cũng một mẫu. Em làm nhiều loại lắm, dại yến thảo này, ngũ sắc các loại này, rồi ngọc thảo các thứ. Còn thu nhập thì chắc chắn là cũng phải 1-2 năm đầu, mất mấy năm đầu tư đó. Chỉ còn hơn một tháng nữa đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Hiện các chủ vườn hoa tại xã Xuân Quang đang tất bật chăm bón, mong hoa bán Tết năm nay được lái buôn thu mua nhiều để bù lại cả năm qua, lo lắng vì dịch Covid-19 hoành hành. Được biết, xã Xuân Quang là nơi cung cấp hàng trăm loại hoa Tết khác nhau như cúc, hồng, đồng tiền, dạ yến thảo cho thị trường trong cả nước. Mặc dù người trồng hoa không dám dự đoán hoa Tết năm nay hoa có được tiêu thụ mạnh hay không, nhưng cứ theo thông lệ, vào những ngày này người trồng hoa ở làng hoa Xuân Quang lại túc trực, tỉa cành, bón phân và theo dõi để cho ra thị trường những chậu hoa nở đúng vào những ngày Tết cổ truyền Việt Nam.